cây giống nhãn tím đã được bóc sạch đất và đắp lại bằng bông gòn để xuất khẩu sang thị trường Nhật. Đây là bông gòn. Cây này được trồng trong đất và mụn dừa thì bây giờ đã người ta bóc sạch ra rồi. Đây là người ta bóc ra và cắt bớt lá để giao về máy bay gửi sang Narita ở Nhật. Thì nhãn tím là giống nhãn có xuất xứ từ Sóc Trăng, được người ta trồng chủ yếu để chơi cảnh chứ không phải trồng để lấy trái bán như những loại nhãn khác, mặc dù giá bán cái nó cũng không hề thấp như ông Huy tại Bến Tre, tại Sóc Trăng thì ông ấy bán cây giống cũng phải lên đến 1.000.000 một cây và giá trái thì 100.000 một ký, một cái giá khá cao. Nhưng đa số người ta trồng dây cảnh nhiều hơn.